Đóng, xác định cầu thủ đầu tiên bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Chiều ngày 2 tháng 12, toàn bộ đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển xuống Bà Rịa Vũng Tàu cho chuyến tập huấn cuối cùng trước thềm AFF Cup 2022. Theo thông tin mới nhất từ VFF, chuyên gia người Hàn Quốc mới đây đã có sự tính toán về mặt nhân sự. Theo đó, quân số của đội tuyển Việt Nam tham dự chuyến tập huấn này chỉ còn 28 cầu thủ. Theo đó, hậu vệ trẻ Lương Duy Cường không nằm trong danh sách này. Trước đó một ngày, Trọng Hoàng đã xin phép chia tay đội tuyển Việt Nam để tiếp tục điều trị, thoát vị địa đệm. Tiền vệ sinh năm 1989 cũng cho biết anh sẽ giã từ đội tuyển Việt Nam kể từ sau trận thắng trước câu lạc bộ Borussia Dortmund. Theo quy định của AFF Cup 2022, mỗi đội sẽ chỉ được đăng ký 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022. Như vậy, đây chưa phải là danh sách cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Nhiều khả năng, sau chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách chính thức. Sáng nay, toàn đội đã có buổi tập cuối cùng trên sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ. Tại đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tập trung nội dung cho các bài tập nhằm tái tạo năng lượng cho các cầu thủ. Thời tiết tại Hà Nội chuyển lạnh với nhiệt độ xuống dưới 17 độ C, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến giáo án tập luyện, nhưng mặt khác lại giúp thúc đẩy nhanh hơn sự phục hồi thể lực cho các cầu thủ. Ngoại trừ hậu vệ Thành Trung và Tiến Dũng vẫn còn đau nhẹ và phải tập thêm các bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển, các cầu thủ còn lại đều hoàn toàn sung sức. Theo kế hoạch từ trước, đội tuyển sẽ đáp chuyến bay vào Bà Rịa Vũng Tàu và tập huấn tại đây cho đến ngày 10 tháng 12. Sau đó, đội tuyển sẽ trở ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Philippines diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 12. VFF tiết lộ lý do thực sự khiến Trọng Hoàng chia tay đội tuyển Việt Nam. VFF mới đây đã tiết lộ lý do thực sự khiến Trọng Hoàng quyết định rời khỏi đội tuyển Việt Nam. Sáng 1 tháng 12, trên trang cá nhân Facebook, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã thông báo chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ có khoảng thời gian gắn bó lâu nhất với màu áo đỏ cho biết thêm, người hâm mộ thường nói đùa rằng Hoàng không phổi, không biết mệt. Nhưng sự thật là Hoàng có phổi và hành trình nào cũng đến lúc phải dừng lại. Hoàng muốn lưu dấu lại một hành trình tuyệt vời với những kỷ niệm đẹp nhất. Tiết lộ về quyết định của tiền vệ sinh năm 1989, VFF cho biết Trọng Hoàng đã có cuộc gặp gỡ và chia sẻ tình trạng của bản thân với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Với quan điểm an toàn sức khỏe của cầu thủ là trên hết, huấn luyện viên Park đồng ý để Trọng Hoàng trở về địa phương để tiếp tục tập trung điều trị. Trước đó, Trọng Hoàng gặp chấn thương thoát vị địa đệm và chia tay đội tuyển Việt Nam từ tháng 10 2021. Sau đó, anh cũng vắng mặt tại 2/3 mùa giải của V-League 2022. Trọng Hoàng mới quay trở lại thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vào ngày 18 tháng 10 vừa qua. Sau khi quay trở lại, người không phổi của đội tuyển Việt Nam ngay lập tức được ông Park Hang-seo tin tưởng và trao cho một vị trí trong bản danh sách tham dự AFF Cup 2022. Tuy nhiên, ở trận giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund vào tối ngày 30 tháng 11, Trọng Hoàng cảm thấy sức khỏe không ổn do ảnh hưởng của thoát vị địa đệm nên được thay ra ở phút thứ 46. Sau đó, chủ động xin rút khỏi các đợt tập trung của đội tuyển. Như vậy, sau 14 năm gắn bó, người hâm mộ Việt Nam sẽ không còn được nhìn thấy những bước chạy của tiền vệ nhỏ con trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Cá nhân anh cũng cho biết khả năng trở lại sân khấu chuyên nghiệp của anh phụ thuộc vào quá trình điều trị và nguyện vọng của bản thân. Chuyến bay bão táp của đội tuyển Việt Nam vào Vũng Tàu. Cứ ngỡ đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở Vũng Tàu vào lúc 20 giờ nếu theo như đúng kế hoạch, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Thậm chí phải đến 23 giờ 30 các tuyển thủ mới về đến khách sạn. Chuyến bay của đội tuyển Việt Nam lẽ ra cất cánh lúc 15 giờ 30 nhưng sau đó bị delay đến 16 giờ. Thực tế điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hành trình của đội. Tuy nhiên do khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết xấu và mưa lớn nên máy bay cứ phải bay vòng vòng, không đáp xuống được sân bay Tân Sơn Nhất. Phải đến hơn 19 giờ 30, cả đội và các hành khách đi cùng mới được hạ cánh. Việc phải bay vòng vòng trên trời khiến các cầu thủ rất mệt, cộng thêm lo lắng. Nhưng may mắn là mọi việc vẫn ổn, do máy bay đáp xuống trễ cùng với đúng giờ ăn, nên bộ phận hậu cần đã đưa thầy trò ông Park Hang-seo đến ăn tối tại khách sạn Đệ Nhất. Ăn xong, cả đội mới bắt đầu di chuyển xuống thành phố Vũng Tàu và phải đến hơn 23 giờ 30. Tất cả mới nhận được phòng khách sạn sau chuyến đi dài đầy mệt mỏi. Do quá mệt nên hầu hết các tuyển thủ đều đi ngủ sớm vì sáng nay đội bước vào buổi tập thể lực lúc 10 giờ sáng tại thành phố Bà Rịa và buổi chiều sẽ tập kỹ chiến thuật vào lúc 16 giờ 30 từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 trong thời gian tập trung tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các học trò của ông Park Hang-seo sẽ tập ngày 2 buổi. Đội sẽ tập huấn tại đây đến ngày 10 tháng 12 rồi quay trở ra Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Philippines trên sân Hàng Đẫy vào ngày 14 tháng 12. Đây là trận đấu mang tính tổng duyệt cho cả hai đội trước khi bước vào AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo chiến thắng Borussia Dortmund tạo khích lệ lớn với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những nhận xét mang tính khách quan khi các học trò của ông
có được chiến thắng trong trận giao hữu với đội bóng rất mạnh mang tên Borussia Dortmund. Kết quả thắng 2-1 trước Borussia Dortmund là điều tương đối bất ngờ với những người yêu mến đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, ông rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là tâm lý thi đấu của các học trò rất tốt khi phải đối đầu với những đội bóng có chất lượng cao như Borussia Dortmund. Ông Park phát biểu sau trận đấu, đối thủ của chúng tôi là đại diện cho nền bóng đá Đức, một thương hiệu rất mạnh, không chỉ là ở châu Á mà cả thế giới. Tất nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên đội bạn đã không có được lực lượng mạnh nhất. Tôi nghĩ rằng chiến thắng này rất quan trọng và nó tạo nên sự tự tin, khích lệ rất lớn. Tôi hài lòng với quá trình chuẩn bị cho trận đấu và kết quả của trận đấu. Ở trận đấu với Borussia Dortmund, đội tuyển Việt Nam đã có khá nhiều xáo trộn về nhân sự. Trong đó, nhiều cầu thủ của Bình Định, Hà Nội vốn vừa đá xong trận chung kết cúp quốc gia nên không có được thể trạng tốt nhất để ra sân thi đấu. Vì thế, ông Park đã có sự điều chỉnh về đội hình. Tôi nhận thấy nhiều cầu thủ mệt mỏi sau mùa giải, một số người phải đá thêm các trận cúp. Trước nhiều cầu thủ Dortmund vượt trội về cả thể lực lẫn thể hình, các cầu thủ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn chơi tốt. Tôi nghĩ rằng những sự thay đổi về đội hình đã đem đến nhiều trải nghiệm, đóng góp nhiều vào mục tiêu mà tôi đã đề ra, ông Park chia sẻ. Ở trận đấu tối 30 tháng 11, cặp tiền đạo Tiến Linh, Tuấn Hải đã thay nhau chọc thủng lưới Borussia Dortmund. Theo ông Park, đây là tín hiệu rất đáng mừng. Về bàn thắng của Tuấn Hải, mọi cầu thủ đứng trước quả 11m thì cơ hội ghi bàn là rất cao. Tuấn Hải là cầu thủ mới ở Hà Nội FC. Có những trận đấu, cậu ấy phải đá tiền vệ. Hôm nay, Tuấn Hải đá rất tốt trên hàng tiền đạo. Cậu ấy chuẩn bị chu đáo, đi đâu hay làm gì, được phân công nhiệm vụ nào cũng đều đáp ứng tốt và mang lại niềm tin cho tôi. Còn Tiến Linh thì không cần phải nói thêm. Nếu không tính các tiền đạo ngoại, cậu ấy đã là chân sút tốt nhất của V-League. Đội tuyển Việt Nam đã có bước chạy đà tốt khi có được chiến thắng 2-1 trước Borussia Dortmund. Và đây chính là điều đã tiếp thêm sự tự tin lớn cho các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho đội tuyển Việt Nam chưa tất tay ở trận gặp Dortmund. Nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn rất kỹ lưỡng nhằm tạo bất ngờ ở AFF Cup 2022. Đúng như những nhận định trước khi trận đấu giao hữu với đại diện từ Đức, huấn luyện viên Park Hang-seo với mục tiêu chiến thắng đã tạo đà tâm lý cho đội tuyển Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất mà mình có. Nhìn vào đội hình xuất phát, ngoại trừ Hải Huy, Châu Ngọc Quang được coi là mới, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã sử dụng phần lớn các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Tiến Linh, Trọng Hoàng nhằm thực hiện hóa tuyên bố chiến thắng của mình trước trận. Rồi ngay cả khi ông Park Hang-seo thay người, sự ưu tiên vẫn nằm ở phần nhiều kinh nghiệm bên cạnh chất lượng nhằm xuyên phá hàng phòng ngự của Dortmund trước khi kết thúc với thắng lợi 2-1. Nhìn những gì đã diễn ra, có vẻ như thuyền trưởng người Hàn Quốc không dè dặt hay sợ lộ bài trước thềm AFF Cup 2022. Trước khi tung ra sân, đội hình mạnh mẽ như đã thấy. Với mục tiêu vô địch AFF Cup 2022, việc ông Park Hang-seo tất tay ở một trận giao hữu làm nóng đương nhiên gây ra những lo ngại về việc lộ bài của đội tuyển Việt Nam. Nhưng thực tế không hẳn như nhiều người đang nghĩ, bởi thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn đảm bảo được kế hoạch chuẩn bị cho đội nhà khi vừa thử vừa giữ những quân bài được coi là chiến lược tại AFF Cup sắp tới. Điển hình như ông Park vẫn giữ được Văn Lâm, Thành Trung, Hồ Tấn Tài cũng như hai gương mặt trẻ rất được chờ đợi như Khuất Văn Khang và Phạm Đình Duy, đặc biệt là Văn Quyết lẫn Quang Hải cho giải đấu sắp tới. Không chỉ giữ gìn cho mình những quân bài chiến lược, thuyền trưởng của tuyển Việt Nam có vẻ như cũng chưa tung ra hết bài vở của mình chuẩn bị cho đội nhà trong các giải pháp ghi bàn. Điều này được nhìn thấy ở chuyện giữ Văn Quyết, Tấn Tài, một hậu vệ chưa tấn công rất giỏi, đẩy Văn Đức sang biên phải hoặc vắng Quang Hải. Tuyển Việt Nam sẽ chơi khác biệt hơn ở AFF Cup sắp tới là chắc chắn, để những vấn đề ở hàng phòng ngự, khả năng kết dính đến chất lượng trong các pha dứt điểm lộ ra ở trận đấu vừa qua chưa quá đáng lo ngại.